Nội dung tham khảo cuốn Tôi và Paris câu chuyện một dòng sông. Tác giả Hoàng Long. Quận 13 cực nhọc của riêng tôi. Một người người chơi giới thiệu tôi vào làm phụ bếp cho một nhà hàng Việt. Ở đây, phụ bếp có nghĩa là làm tất cả. Là đến sớm đi chợ, còn lương đẩy một xe hàng to. Là dọn dẹp lau chùi, là thái thịt rửa rau, là lau nhà cọ bếp, là quay cuồng giữa một đống bếp ga bốc lửa hừng hực, xào nấu những món đơn giản, trong khi mắt còn trong chừng nước sôi, chảo nêm quá lửa và nhất là rửa bát, chao ôi là rửa bát. Không phải vì tôi là gã công tử chưa biết mùi công sức hay không quen rửa bát. Tôi từng là kẻ quậy phá trong suốt một thời gian dài. Nhưng trong chính thời gian đó hay bất kỳ lúc nào khác, khi ở nhà, tôi là một thiên thần theo cách gọi mỉa mai của mấy cậu người chơi tôi. Dù là con trai nhưng ở nhà tôi tự giác nấu cơm rửa bát, dọn dẹp nhà cửa không cần ai thúc giục. Bởi từ bé bỏng mẹ tôi đã bảo con trai con gái đều phải ăn thì đều phải làm như nhau, công việc chia đều, cái gì cũng phải biết. Bởi chị tôi thì bận học, rồi đi dạy thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình, ba mẹ đi làm về cũng đi làm thêm, tôi bỗng nhiên dưng thành người nấu cơm rửa bát kém cỏi xuyên trong nhà. Có thời gian nhà tôi ở tầng cao không có nước, ngày nào tôi cũng gánh cả chục gánh nước cho cả nhà sinh hoạt nên tôi quen với những việc này lắm, kể cả những việc nặng nhọc. Và tôi là người có sức khỏe, chơi thể thao kém cỏi xuyên ở mức độ gần như chuyên nghiệp. Quận 13, Paris. Ấy thế mà làm việc ở nhà hàng ấy chỉ một thời gian ngắn tôi đã thấy mình kiệt sức. Một ngày công sức 14 tiếng gần như không nghỉ. Thật ra trên hợp đồng thỏa thuận bằng miệng thì có 2 tiếng nghỉ trưa. Nhưng không có trưa nào mà bà chủ không nghĩ ra việc cho tôi làm. Có hôm thì mang cả đống nồi ra đánh cho trắng bóng lên, có hôm thì bắt ghế lao trần nhà. Những việc ấy sau này tôi thế hệ biết là cả chục năm rồi không có phụ bếp nào chịu làm, chỉ có tôi là bị nắm phải làm. Bởi vì tôi đi làm theo kiểu làm chui, không có giấy tờ ở Pháp, sinh viên nước ngoài được quyền đi làm, nhưng không quá 20 tiếng một tuần. Nếu muốn làm hơn thì chỉ có cách làm chui, không có hợp đồng gì cả, và nếu bị nắm thì rất phiền hà, có thể năm sau đó không được ở lại Pháp nữa, và vì tôi cần tiền quá, làm việc hết mình mà chỉ lo nhất bị chủ đuổi, nên bà nắm làm gì tôi cũng dấn thân làm như thiêu thân. Trong cái bếp bé bỏng chừng 7 mét vuông ấy, mùa đông cũng như mùa hè, lúc nào cũng nóng đến 40 độ, vì phòng bé bỏng, trần thấp, hai bếp chính, một bếp phụ và 6 cái bếp ga thi nhau tỏa nhiệt. Có một cái cửa sổ nhưng không dám mở vì e khói bay sang trọng nhà hàng làng mạc. Nóng đến nỗi, cứ 15 phút tôi lại phải nhúng cả nửa người vào vòi nước, thế mà 15 phút sau người đã khâu cong, y phục khâu đến mức cứng lại như giấy. Cả buổi tối phục vụ xào nấu, bắt đĩa khách ăn cho vào các thùng nhựa lớn. Thỉnh thoảng tôi thế hệ có thời gian rửa một thùng để lấy bát đĩa quay vòng. Cuối buổi là cải y thùng chất cao, rồi nồi niêu xung chảo. Kết thúc giờ làm vào 11, 12 giờ đêm, cũng là khi sức cùng lực kiệt, giới hạn chịu đựng của con người đã ngấp rút nghé hoặc có thể đã bị vượt qua từ rất lâu. Mà còn phải làm nhanh, làm sạc và không quá ồn ào gì hàng làng mạc sẽ kiện nếu anh gây ra tiếng ồn ban đêm. Mỗi thùng bát nặng chừng 30kg nhấc lên chậu rửa, ban đầu gieo một cái là lên, càng về cuối càng không nhấc nổi. Có khi tôi phải khom người xuống, nhấc thùng bát đặt lên đùi để thở, để lấy sức, rồi ép vào tủ bếp, kéo dần lên đến ngang thành chậu, rồi thế hệ dồn sức nhấc hẳn lên mặt bồn rửa. Rất đôi lúc tôi nghĩ mình đang rửa bát bằng ý chí, còn thân xác tôi đã kiệt sức từ lâu lắm rồi. Có hôm tôi đang nâng thùng bát lên thì anh đầu bếp chạy qua dứt thêm vào một cái thìa, thế mà tôi buông rơi thùng bát cái rầm. Vì lúc ấy sức đã kiệt, trong đầu chỉ chuẩn bị cho ngần ấy thôi, thêm vào một cái thìa mà tinh thần không có sự chuẩn bị thì cũng không chịu nổi. Có một lần sáng tôi đến sớm, trong bếp chưa có ai. Nhìn thấy một đống tấm lọc của hệ thống hút khói ngâm trong bồn rửa, tôi không hỏi han gì ai, sáng tay lên, xông vào rửa. Ban đầu cảm thấy đau nhức ở tay, tôi chỉ nghĩ là mình bị nẻ đại dưới mùa đông, khí hậu rất khô, một ngày ngâm nước ngâm xà phòng nhiều giờ nên tay tôi nứt nẻ ra, mà không dám dùng găng gì không quen nên làm rất chậm rãi. 10 phút sau anh đầu bếp thế hệ đến. Anh hét lên, chạy vào giật tay tôi ra, cả hai bàn tay và cánh tay tôi đã đỏ lừ, da gần như bị lột ra. Hóa ra ban đêm trước anh ngâm đống tấm lọc khói ấy bằng axit loại mạnh để tẩy hết dầu mỡ.
May mà có cho thêm nước và sau một đêm axit đã hả đi phần nhiều, nếu không chắc lúc rút ra tay tôi chỉ còn xương. Thế mà hôm ấy, bà chủ chỉ bôi cho tôi chút mỡ trăng rồi lại nắm tôi đeo găng vào rửa bát tiếp như bình kém cỏi, còn quát tháo tôi rửa chậm rãi không kịp tiến độ, rồi dọa đuổi việc, trừ lương. Cả ban đêm ấy tôi nhức tay không ngủ được, ít ngày sau da bị bóc ra hết, da thế hệ còn chưa kịp lên, đỏ lười mà tôi vẫn rửa bát, đêm nào về cũng ngồi nhìn hai cánh tay sưng rột lên, không ngủ được mà cũng không khóc được. Sau này tôi thế hệ biết bình kém cỏi nếu xảy ra chuyện đó tôi phải được nghỉ nhiều ngày đến khi tay lành hẳn mà vẫn được hưởng lương, bà chủ còn phải bồi kém cỏi cho tôi và chịu mọi chi tiêu điều trị. Nhưng khi ấy tôi chưa biết, tôi chỉ không hiểu tại sao cũng là con người, lại cùng là người Việt xa quê mà người ta có thể đối với nhau như thế. Không chút yêu mến đã đành mà dường như còn đầy thù hận. Dần dần sau này, tôi thế hệ hiểu. Tôi không viết rõ ràng ra đây, chỉ biết rằng, trước, trong và sau cuộc di cư, hầu hết trong số họ đã có nhiều mất mát, đau đớn, ám ảnh về cả vật chất lẫn tinh thần. Và khi con người mất đi những gì quan trọng nhất, lại mất cả niềm tin thì tình người không phải là thứ dễ dãi băng phát. Tôi nhận ra rằng so với nỗi đau mà họ mang, những gì tôi đang phải chịu đựng không có gì ghê gớm, rằng cách họ đối xử với tôi vẫn còn tử tế. Và tôi chấp thu được hết bởi có một điều tôi khác họ, trong lòng tôi có một niềm tin, một quyết tâm mạnh hơn nhiều sức mạnh của chính tôi biết rằng một ngày những chuyện ấy sẽ kết thúc, tôi sẽ tốt nghiệp, sẽ đi làm, sẽ sống đàng hoàng như ba mẹ tôi mong ước và như tôi tự hứa với chính mình. Tôi đã khóc, chỉ một lần duy nhất. Khi ấy, tôi đã chuyển sang trọng một nhà hàng khác, lương được cao hơn và chỉ làm 10 tiếng một ngày nhưng cường độ thậm chí còn e cũng gấp rút mấy lần chỗ cũ. Nhà hàng tôi làm là một chuỗi 6 nhà hàng nhưng chỉ có một cái bếp cung cấp đồ cho cả hệ thống với hai bếp chính, một bếp phụ là tôi và một cậu da đen rửa bát lạy trời, ít ra tôi cũng thoát được chức rửa bát. Tôi làm việc đúng kiểu công nghiệp quá và chuyên môn quá cao. Cái gì cũng được lập trình sẵn, có hẹn giờ, làm như một cái máy. Một ngày làm việc của tôi được xác định bởi những khối lượng, thái 25kg hành tây dừa thái dừa khóc như mưa vì cay mắt không chịu nổi, thái 40kg thịt gà và 20kg thịt bò đông rét tay tôi cống đến mức đôi lúc cắt vào tay mà không biết, rán khoảng 2.000 cái nem, nấu khoảng 40kg gạo, hấp hàng nghìn cái há cảo, chuẩn bị hàng chục khay mì, khay cơm trộn. Rồi bóc vỏ vài chục thùng tôm cũng đông rét, mổ và nhổ xương bên này họ không chịu nhằn xương đâu nhé, vài chục cân cá cũng đông rét, rồi khuôn bát sạc lên gác bếp ở dưới tầng hầm, rồi khuôn bát bẩn xuống cho cậu da đen rửa, rồi. Xung quanh tôi luôn có 5-6 cái timer đồng đại dương báo thức chuyên dụng, đặt sẵn, cái thì nhắc đảo nem, cái thì nhắc đổi dĩ há cảo, cái thì canh nồi cơm, cái thì canh nồi tôm luộc nhiều khi chúng thi nhau kêu toán lên, không biết đằng nào mà làm cho kịp. Sức ép công việc là thế, sức ép tinh thần còn nặng nề hơn, camera gắn ở khắp nơi, trong cái bếp bé dài cũng có đến 3-4 cái. Làm việc mà có cảm giác như xem phim thời đại công nghiệp của cabin, tôi vẫn đang làm việc, chỉ vừa ngẩng lên cười đùa chút xíu với anh đầu bếp, đã có loa gọi nhắc nhở. Lão chủ người Hoa, nhưng biết nói tiếng Việt, đúng hơn là biết chửi bằng tiếng Việt, mở mồm ra là đờ má mày. Hồi đầu thế hệ nghe lão chửi thề liên tục, tôi uất ức lắm, cảnh báo lão ông nói với tôi mà đờ thêm một lần nữa là tôi đập ông đấy nha. Muốn mắng gì thì mắng, đừng có đụng tới má tôi. Lão trợn mắt lên nha, ở đây chưa có thằng nào dám dọa tao mà mày dám. Đờ, má mày. Vậy là tôi lao tới liền, nhìn mặt tôi lão biết tôi không chỉ dò, lão liền co giò chạy, tôi đuổi theo túm cổ, may mà có mấy anh khác nhảy vào lôi ra, không thì hôm đó chắc tôi cho lão méo mồm luôn. Các anh ấy bảo tao làm việc ở đây hơn 20 năm, lão chủ khiếp lắm, thằng nào cũng nghe như cọp. Cãi lại còn chưa dám, đừng nói dọa chủ, túng chủ đòi đánh như mày. Chắc nó cho mày nghỉ luôn. Nhưng không, lão không đuổi tôi, lão cần tôi quá. Sau này tôi thế hệ biết một mình tôi làm khối lượng công việc của hai người trước đây. Sau hôm ấy mỗi lần nhìn thấy tôi, lão cũng cố nói năng đàng hoàng hơn. Tôi cũng biết rằng lão nói như vậy vì nghe người ta nói nhiều thành quen, chứ phiên bản thân lão chưa từng ý thức được câu ấy ý gì, còn tôi cũng cần lão, nói đúng hơn là cần tiền của lão, bởi vậy tôi vẫn tiếp tục cày mỗi ngày.
Một ngày, trong đầu tôi đang nghĩ đến việc đến giờ nghỉ trưa, tôi sẽ chạy ra bốt điện thoại gọi điện về chúc mừng sinh nhật cậu người chơi thân, chắc sẽ được nói chuyện với cả lũ người chơi lần đầu tiên từ ngày rời Việt Nam. Lúc ấy tôi đang cắt dăm bông bằng một cái máy cắt công nghiệp lớp với lưỡi cắt quay tốc độ cao. Chỉ một chút thoáng mệt, một giây mất tập trung, một động tác bé dài sai quy trình, tôi đưa ngón tay vào lưỡi cắt. Nghe thấy tiếng động lạ, lưỡi cắt rít lên, hai đầu bếp bên cạnh nhìn sang trọng hét lớn. Tôi không kịp cảm thấy đau, chỉ thấy cái gì ướt hết mặt. Đưa tay lên vuốt đều là máu của mình, máu theo lưỡi cắt dâng lên ướt mặt tôi, ướt hết cả áng. Tôi thế hệ nhìn đến ngón tay mình, nó như bị chẻ làm đôi, vết cắt chạm vào đến xương. Anh đầu bếp lao đến, nắm cả một đống khăn giấy bịt đầu ngón tay tôi. Để nắm máu và để tôi khỏi nhìn thấy. Có nhiều người khi nhìn thấy vết mến của mình thì e quá, bất tỉnh. Tôi thì không e. Tôi chưa bao giờ biết e trong những lúc nguy hiểm. Nhưng vết mến ra nhiều máu quá, không khăn nào nắm được. Anh kéo tôi vào hàng thuốc bên cạnh, người ta tiêm trực tiếp thuốc nắm máu vào đầu ngón tay tôi mà máu không nắm được. Anh lại lôi tôi ra dãy taxi vào viện. Nhưng cả taxi nào ngay từ xa nhìn thấy máu tung xối xả từ tay tôi cũng đều dòng xe bỏ chạy. Đến khi mắt tôi qua đi vì mất máu thì một chú đưa hàng của quán đánh xe về, thế là có xe đến viện. Không mười mấy mũi xong, tôi trở về quán, mặt tái nhợt vì mất máu. Lão chủ xông vào mắng chửi rồi bảo tôi làm ăn cẩu thả nên bị tai nạn, làm náo loạn cả quán, nhiều khách nhìn thấy e gần ngất, rồi lão bảo tôi đeo găng vào mà làm tiếp. Vẫn thế làm như cái găng tay ở Pháp là một phép màu nhiệm, chữa lành mọi vết mến. Khi ấy tôi vẫn chưa biết thế nào là chế độ khi bị tai nạn công sức ở Pháp, chỉ biết rằng nếu không làm sẽ bị đuổi việc. Lão chủ thậm chí còn trừ thời gian đi bệnh viện vào thời gian nghỉ trưa của tôi. Tôi vẫn chưa quên sinh nhật người chơi, tôi xin 15 phút để ra cabin giữa phố gọi điện, đồng nghĩa với việc khỏi ăn trưa, nhưng ít ra cũng được chuyện trò với các người chơi tôi. Điện thoại thông với đầu bên kia, tiếng cười đùa, hát hò, chúc tụng hằng nghĩa, tôi chỉ kịp nói lời chúc sinh nhật và gọi thăm anh em rồi nói rằng tao vững lắm, khỏe lắm, học tốt lắm, vậy là tất cả ùa vào, nói mày sướng nhé, ai cũng mừng cho mày, ai cũng mong được như mày, bao nhiêu người khen tị, sướng như thế thì phải chia cho anh em một chút, đừng có hưởng cả nhé. Không biết vì mệt, vì thiếu máu hay vì bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn mà tai tôi ùa đi, tôi không cúp máy mà ôm chiếc điện thoại vào lòng. Từ từ ngồi xuống cabin. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong suốt những năm ở Pháp tôi khóc. Mà không phải, tôi không khóc, không có bất kỳ âm thanh nào thoát ra khỏi cổ, chỉ nước mắt tự chảy ra, lăn dài trên má, tràn xuống ướt đẫm cả ngực chiếc áo thế hệ thay vẫn còn dính loang vệt máu. Tất cả những mệt nhọc hờn tuổi, những thèm khát tình cảm không được chia sẻ, những áp lực, những nỗi lo sợ bộn bề, những nỗi đau thể xác và tâm đại ùa về, ngập đầy trong lòng ngực rồi theo hai khóe mắt mà tràn ra. Xung quanh người xe tấp nập. Trong điện thoại, không ai cảm thu được sự bỗng nhiên im lặng của tôi, tất cả vẫn cười đùa, nhạc vẫn Tôi ngồi trong cabin kính trong suốt, nhìn thấy tất cả mà không thấy gì, nghe thấy tất cả mà chỉ nghe thấy chính mình. Tôi thấy chỉ có một mình trên thế giới này. Hiểu rằng chỉ một mình tôi thế hệ biết hết hoàn cảnh của tôi. Chỉ một mình tôi thế hệ đủ sức giật tôi dậy, tiếp tục đoạn đường của mình và tin vào thành công. Tôi đứng dậy, nghiến răng và bỗng nhiên mỉm cười. Tôi bỗng nhiên buồn cười vì nghĩ rằng cảnh vừa rồi có thể được dùng trong một bộ phim. Nếu tôi là đạo diễn, tôi sẽ cho một máy quay chạy vòng quanh cái cabin bằng kính ấy, chạy đến chóng mặt rồi chậm rãi dần lại, chạy dần lên cao để thấy phố phường tấp nập xung quanh, thấy vô số những người qua đường nhìn vào cabin tò mò, rồi lại thản nhiên bước đi, nền âm thanh sẽ là tiếng còi xe, tiếng cười nói, tiếng nhạc từ phía đầu bên kia đường điện thoại, trào lên, ép vào màng nhĩ, làm tất cả lòng ngực. Rồi tất cả câm bặt. Một giây. Chỉ còn nghe tiếng một giọt nước mắt rơi xuống hè phố như một nốt nhạc lạc lõng, tôi cười rằng tôi vừa vào vai chính vừa làm đạo diễn, được xem cảnh ấy, được xem cả cảnh đầu bên này và đầu bên kia đường dây điện thoại. Còn các người chơi tôi chỉ được biết có một nửa, những gì họ nhìn thấy và nghe thấy. Tôi trở về quán, lòng nhẹ. Cảm ơn những giọt nước mắt của tôi.